Ngày 31 tháng 10, nhiều người đã đến bàn tưởng niệm ở trung tâm thủ đô Seoul để bày tỏ lòng thành kính và thương tiếc các nạn nhân vụ giẫm đạp tại lễ hội Halloween ở Itaewon, quận Yongsan, thủ đô Seoul, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo quốc tang kéo dài một tuần trên toàn quốc từ ngày 30 tháng 10. Theo số liệu thống kê mới nhất của Hàn Quốc, ít nhất 153 người thiệt mạng, trong đó có 20 người nước ngoài, gồm 1 người Việt Nam, 1 người Mỹ, 2 người Nhật Bản và 4 người Nga. Những người còn lại chưa xác định được quốc tịch và 133 người bị thương trong vụ giẫm đạp. Cảnh sát đã xác định được danh tính của 141 người. Các nạn nhân chủ yếu trong độ tuổi 20, gồm 95 người. Đa số nạn nhân thiệt mạng là nữ, với ít nhất 97 người. Các chuyên gia cho rằng phụ nữ chịu ảnh hưởng nặng nề hơn vì cơ thể vốn nhỏ bé hơn nam giới. Những bộ trang phục Halloween cồng kềnh càng khiến họ chịu áp lực lớn hơn. Thảm kịch giẫm đạp xảy ra đêm ngày 29 tháng 10, khi khoảng 100.000 người tập trung đến các đường phố ở Itaewon để tham gia lễ hội Halloween sau khi nghe tin một ngôi sao nổi tiếng đến địa điểm này. Theo nhiều nguồn tin, đám đông vượt quá dự liệu của cảnh sát. Nhiều người xô đẩy trong con hẻm hẹp và dốc. Tiếng nhạc lớn át đi tiếng kêu cứu là những yếu tố dẫn đến thảm kịch. Giới chức Hàn Quốc và các nhà tổ chức sự kiện đã quyết định hủy bỏ hầu hết các lễ hội, sự kiện và cuộc diễu hành nhân ngày Halloween, cũng như các buổi biểu diễn của các ngôi sao K-pop. Cùng ngày, thị trưởng thủ đô Seoul, ông Oh Se-hoon, cam kết sẽ làm tất cả có thể để khắc phục hậu quả thảm họa, giúp gia đình các nạn nhân và những người bị thương vượt qua thảm kịch này, trong đó có việc hỗ trợ tổ chức tang lễ cho người đã khuất. Đây là thảm họa tồi tệ nhất tại Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà Sewol, khiến 304 người, chủ yếu là học sinh, thiệt mạng vào năm 2014.